mình đọc lấy tiền. Người ba đây bàn dép người mặt luôn á. Này ta đang ngủ mà bò đầu ta. Mày phải mài răng cho nó. Ok. Cái ông này vô duyên đó. Tại vì đó là mày ở đây. Đi ra đi ra. Mà sao vậy? Mấy mua cục mài vậy? Đi vô cho tao ăn con bóng. Mấy cái bóng, bóng nó. Đây nè, mày bỏ mày vô cái mùn cưa này là được rồi. Nó cắn cái mùn cưa này thôi nè. Nào, ăn gì vậy? Nó ăn thức ăn nhưng mà mùn cưa này nó lót. Lót cho nó lên. Ở cái này ở nhà. Biết, ở đường nó trộn quý nuôi. Thủ quý bữa nào mình giống thủ quý. Chụp hình không được. Phụ kiện ham sợ. Huy quay Minh Huy nói mình giống thủ quý hả? Mấy bạc hai mấy năm chục ngàn á. Đúng rồi. Đồ ăn cũng hai mấy. Cái bịch mặn cưa đó là 70 mấy ngàn một bịch á. Mà phải thay hàng tháng. Tùy theo diện tích lớn nhỏ nữa.